Đây thì cũng đã là của anh, chúng tôi cũng mong muốn là cái tình cảm chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là đây là một cái điều rất mong muốn của chúng tôi đám Cần Thơ, từ quân dân, từ đá nước mặn, cho nên rất là mong muốn. Đó là chúng tôi ở đây rất là